Bà con ơi! Thả lưới bắt cá thôi bà con ơi! Sạch lắm, con, chân chân, cầu đi mang một thôi.
dưới sông cô chú hò hay quá. Ước gì tôi cũng hò được như vậy. Dạ, đúng rồi. Cô chú hò hay quá trời quá đất luôn. Ha, anh Tinh Lực ha. Ý, anh Tinh Lực mà hò hay nữa thì con gái vậy đang tết tên tật à. Ủa chị ơi, vậy có khi nào cá, tôm rồi con trai cũng về đang tết tần tật không? Mèn ơi, nếu mà như vậy á, thì lúc đó em xin về đâu? Đi về đâu, về đâu, về đâu, về đâu? Thì đi về nhà chứ về đâu? Đi! Anh Tư Lịch ơi, sẵn có anh ở đây, em cảm ơn anh. Nếu hôm đó mà không có anh thì bọn cướp nó đã. Ủa, chưa về hả? Về đâu? Đi về nhà chứ về đâu? Lịch ơi, em ngưỡng mộ anh lắm á. Anh là một chàng trai tốt bụng mà còn chài lưỡi giỏi nhất thôn Bình Nhật nữa. Cảm phục anh Tinh Lịch giỏi võ chí khí nhất phụ Tân An. Mọi người quá khen, chứ Lịch tôi đâu dám. Anh Tinh Lịch ơi, không ấy khi nào có gánh hát bộ về đây, em với anh cùng mọi người đi xem hát bội nha. Đúng rồi đó, em cũng đi nữa. Em cũng đi nữa. Yên tâm, anh Tinh Lịch sẽ cho mọi người đi tết lên tận. Bà con ơi, bộ nhạc đang càng quét. Bà con hãy về nha, không được nguy hiểm. Đi đi bà con. Thôi, anh Tinh Lịch ơi, hay là anh đi về cùng với em nha. Không, em về trước đi. Đi đi em, anh hết. Chú Tinh Lịch ơi, có chuyện gì? Ở phía nhà trong nhật bảo, con cho tôi đang chạy tới đây. Rồi sao nữa? Con chắc chắn rằng là của con nhạc mắt lõa mũi lé rồi chú ơi. Cái gì mà mắt lõa mũi lé? Mắt xanh, mũi lõa nghe chưa? Ây da! Có sao không tí? Dạ, con không sao. Thôi, con về trước nha. Ủa, sao em còn ở đây? Em lo cho anh á. Yên tâm, anh không sao, em về đi. Anh Tư Lực ơi, nếu như anh hẳn chê, anh cho em theo anh đánh đuổi gặp tay được không? Nhưng mà... Thôi, chúng ta cùng đi, nhanh lên em. Dạ. Hơn quá
như lính đâu. Em hãy xuống tàu hy vọng để phục vụ cho ngài quan pháp. Em sẽ được trọng thưởng. Để ta tránh ra. Này em gái, lại đây, lại đây. Đẹp của mày kìa. Không sao, anh thức cái điểm này của em nè. Đi, đi anh. Tôi không đi đâu. Không đi mà đi. Người ta nói không đi, ông có bắt cái dòng mình chứ. Không đi, không đi, tôi mới đi. Nhanh lên. Xin anh hãy bình tĩnh để chờ đợi thời cơ. Nhìn cảnh lầm than, muôn dân khốn khổ, tôi không thể để như vậy được. Tối nay chúng ta sẽ quyết đấu với chúng để cứu bà con vô tội. Thank you.
lên mọi người, ngày quan pháp sắp tới rồi. Thank you.
Tư Lịch về đây cho tao. Con lên. Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân đã chiến thắng quân địch trên dòng sông Nhật Tảo.
ông cùng nghĩa quân rút quân về hoạt động tại ba tỉnh miền Tây Giang Kỳ. Đêm ngày 16 tháng 6 năm 1868, Nguyễn Trung Trực dẫn quân từ Tà Nhiên bất ngờ đánh đất gồm Kiên Giang và giành chiến thắng. Ngày 21 tháng 6 năm 1868, báo phản công, Nguyễn Trung Trực đành phải lưu quân về Hồng Châu. Rồi trai đảo Phú Quốc lập căn cứ, thế lực của thực dân Pháp rất mạnh. Chúng đàn áp, bóc lột, giết nhiều người dân vô tội. Và Nguyễn Trung Trực quyết định nợ mình cho lại để cứu lấy nghĩa quân và nhân dân khỏi bị tàn sát. Của mình đi. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ